Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn trở về mình. Hôm nay chúng ta đến với game Sasa Girl. Ok, hôm nay chúng ta đến với Never 60 các nhé. Ok, chúng ta sẽ xem mà chúng ta nên chọn đường nào thôi. Mình nghĩ là A. Ok, đúng rồi các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ chọn đây điện thoại. Ok các bạn. Ok, xin lỗi, qua đây vào, xin lỗi, tiếp theo. Ok, đúng rồi các bạn. Ok, chúng ta sẽ gặp một cấu trúc này. Ok, tôi nghĩ là cho nó cái bánh xe thôi. Ok. Ok, tiếp theo. Ok, chào mừng đến dạp xiếc các bạn. Chúng ta sẽ quay dạp xiếc các bạn nhé. Chúng ta ngửi được tin biểu diễn này. Ok, chúng ta sẽ hỏi nhảy con nhỉ. Ok. Gấu các bạn ạ. Ủa, cho gấu. Đây, ok. Ok, chúng ta gặp người xe này các bạn ạ. Ok, vào gấu bị cảnh sát rồi. Ok. Rồi, ok, chúng ta tiếp theo nhé. 64. Ok, chúng ta sẽ cầm hình quay lại đi xong. Ok các bạn. Và chúng ta sẽ nhện. Ok. Chúng ta ấy nhện sang. Như kiểu người nhện ấy, Spiderman. Ok, tôi sẽ nhảy sang. Ok. Tiếp theo vậy đó. Ok. Ok, chúng ta bắt đầu chương trình nào. Ok, chúng ta sẽ đây đợi mũ. Ok, đến đây. Đến đây. Ok. Ok, chúng ta sẽ phi ra gọi nhé. Ok. Ok. Đó, qua hay là đây trời trời con bướm á, biến con bướm. Ok, ok, tiếp đây. Ok, chúng ta tiếp theo các bạn. Ok, rồi tiếp theo. Ok, chúng ta cho thôi. Ok. Cái xúc xích các bạn. Ok, thì cho nó xúc xích các bạn. Ok. Lại gặp luôn đi. Ok, xúc xích. Ok. Và xem nhà bài tiếp các bạn nhé. Ok, xem bài 67. À, mà cái đồng các bạn đuổi theo. Đây, nhắm cho cụ tỏi, ma rồng hay sợ tỏi. Ok. Cho tự ớt đây để giả làm máu, nó hút. Ok.
hút vô mạng vào trong này. Ok, chúng ta về tiếp theo. Ta thấy một cái hòm các bạn ạ. Tôi nghĩ đây có cái bí rồi. Ok, ta trả lại một cái đũa thật. Nghe ngọn lửa đây. Ok, đúng rồi các bạn. Chúng ta gặp lại. Ok, chúng ta sử dụng cái độ nó nguy hiểm cho bà ta mắt phần ấy hóa đá. Như thần gì không hình nạp hóa đá mà mọi người không hình mắt. Ok, tiếp theo. Một cái hồ khá lớn. Ok, chúng ta sẽ đóng băng vào đi. Chúng tuyết rơi đóng băng vào. Ok, mạnh quá. Ok, tôi sẽ mặc cái áo ấm vào các bạn. Tuộc. Ok, tôi sẽ cắt cái như này à. Đó, cắt cái xúc tuộc đó. Ok, tiếp theo các bạn nhé. Đây, tôi đậu thần này. Ok, mặc rồi. Ok, mặc rồi các bạn. Ta gặp con rơi. Tôi sẽ chiếu cái ánh đèn bi vào đó. Con rồng các bạn. Ok, đặt cho ra khẩu trang ấy. Rõ món lại. Ok, chúng ta quay vào tiếp theo. Chúng ta mang một con sói các bạn. Ta cập đuổi nó. Nửa đuổi các bạn. Ok, ta đuổi con sói đi. Đây, chúng ta sẽ lấy dây để đi qua. Rồi, ok các bạn. Mình sẽ câu rồi. Ok. Con cá các bạn. Ok, tiếp tục. Đó, ta vào trong đầu. Đó, chúng ta có pin. À, có TNT chất nổ các bạn. Không được dùng pin. À, mình nghĩ không được dùng mấy quen riêng. Nó sẽ dùng đây. Chúng ta mỏ. Dùng cái pin này đi. Ok. Ta sẽ gõ lại cho nó thẳng. Sửa lại. Đá khá to chặn đường. Ok, chúng ta sẽ hất nó đi. Tiếp theo các bạn. Ok, chúng ta thấy người thổ dân. Ok, chúng ta sẽ dùng một chiếc này. Ok. Ok, đi tiếp theo. Okay. Trong ok, chúng ta sẽ dùng một con gà. Chạy xuống dân các bạn. Ok, chúng ta bật nhạc cho mọi người nghe. Ok các bạn, ra qua cửa. Mở ta qua cửa. Ta sẽ cho cúc ngô. Ok. Rồi, chúng ta đến nhà vào tiếp theo. Ok, kế tiếp bạn nhé. Bảy. Bây chúng ta gặp một truy nã này. Bây chúng ta sẽ trốn đi. Ok, bứt cái đó. Sắt. Cái sắt là trong tiền. Đèo bên kia. Ok, sẽ gặp khác. Cho nó hò. Đây các bạn. Rồi chúng ta đến nhà tiếp theo.
vào cung. Ok. Tôi sẽ quần áo dưới để đi. Ok. Hot sack à. Ok. Ok, tôi cũng nhảy qua bạn. Tiếp theo à. Rồi. Đi khỏi. Ok, chúng ta chọn này xe, bí ngô, bí xe, có tích bí ngô. Ok. Đi này. Tôi sẽ ướp. Ok, ở trên xuất hiện. Ok. Thấy nước các bạn, ta sẽ gọi điện nhé để chiếc bình ngồi về đấy. Ok, nó chiếc xe của ta đấy rồi. Ok, tiếp theo ok, tôi sẽ tập đưa ra vẫn là tròn tử ấy. Ok. Tôi sẽ chọn súng để bắn cái vỏ chuối cái đi. Ok. Ok, tôi sẽ gọi xe em. Ok, chúng ta lại quay nhận một chiếc giày đấy. Tiếp theo các bạn. Nhưng mà nó dọn ra. Và nghe nhạc coi như không nghe, họ chửi. Ok, chúng ta quay ngược thời gian. Tức là ta thu nó bỏ tặng. Oh. Ok, chúng ta gặp hoàng tử rồi. Ok. Okay, chúng ta sẽ đội mũ này. Đấy, mũ. Oh, có người đinh đến các bạn. Ok. Okay, chúng ta sẽ trèo lên một chiếc ghế này. Ok, thiên nhiên sẽ ban tặng cho ta cũng quả táo. Ok, tôi sẽ cũng quả táo thiên nhiên. Ok các bạn. Được rồi. Đây, gấu sẽ dạng ra đi qua. Rồi, ok. Chương trình của ta ngày hôm nay kết thúc nhé. Xin hẹn các bạn chương trình tới nhé. Chào tạm biệt các bạn.